Chợ đang đây đập thùng có 361 chuẩn bị nha mấy anh em. Nói tin cái thùng còn thơm phức luôn. Cũng như những video trước thôi. Thì có làm đứt xích theo xích 30 mắt. Rồi này gì đó đó. Nhiều đó. Mắt in dính gắm ghi rồi mấy anh em. Con này là bên Đức luôn nha. Bây giờ hiện tại bán con này là còn một con thôi nha mấy anh em. Nói chung là hàng bên Đức thì bây giờ khó nhập lắm. Giờ thông tin trên hãng là nó cũng cháy luôn rồi đó. Giờ con này cháy hàng. Nói chung giá cửa hàng đưa ra là rất là hợp lý luôn. Anh em mua thì mạnh dạng inbox Messenger nha. Trả lời hết luôn á, chứ mấy anh em comment này em trả lời không hết đâu nha. Đó, mấy anh em muốn dọ giá gì cũng được, nên vô Messenger nhắn tin là em trả lời hết. Mua thì cũng được, mà dọ giá thì cũng được. Thái Bình đem cái quặng này. Chết mẹ à. Xăng này phải rồi, mấy anh em xài nhớ ít tin nha. Về GoDai dùm hai mình nha mấy anh em. GoDai mấy anh em nhớ kéo tấm xích Leo lên nha. Thì bây giờ cũng nói nhiều quá rồi, mấy anh em bây giờ cứ xài máy ít tin thì đọc nhớ ít tin. Máy ít tin xài nhớ ít tin là ok luôn. Rồi quy trình khởi động nha mấy anh em. Mấy anh em bóp ra kéo mỹ xuống rồi đóng nghe nha. Mẹ dưới đóng nghe việc mấy cái cho nó ho cái là mấy anh em trả lời nha. Có anh em mà không biết mà cứ để đây giật hoài thì nó ngọt xăng đâu chạy được mấy anh em. Này ấy xuống mình giật chừng nào nó ho đi mình nảy lại. Đó ho đó nghe mấy anh em. Rồi mấy anh em kéo lên này là ra tự động nè. Tự động ra tự chạy luôn á. Rồi kéo lên là tắt. Bây giờ nè, tắt vô, kéo xuống cái là chạy. Đó giờ xăng nó lên thì không cần đóng e nữa nghe mấy anh em. Rồi mấy anh em về cô đây giúp em hai bình nhớ kéo tấm xích lên nha. Khoảng nửa tiếng mấy anh em gò ra cái cho nhớt ra nha. Con này là bên Đức luôn nha mấy anh em. Đó con này giờ hiếm lắm. Giá cả thì mấy anh em muốn tham khảo thì inbox Messenger. Cái này là gửi cho khách trên Lạng Sơn nha mấy anh em. Có tặng một cái buggy với một cái cửa hàng. Buggy này là về là cho mấy anh em GoDai thôi nha. GoDai xong rồi bỏ nha, chứ buggy này xài không được nha mấy anh em. Sợ hư cái buggy xịn đó thôi. Này là chỉ rồi tặng cho GoDai thôi nha. Lam này thì lam năm Đức. Và theo máy nó lam này là tuyệt vời nhất nha. Rồi đây là hộp xích của nó. Nhớt thì cũng không có nói gì nhiều nữa, xài máy ít tin thì quốc nhớt ít tin. Rồi xong nó chỉ có như đó thôi nha. Bây giờ mặc định đó là em gửi hàng đó, cho khách đó là em gửi hàng dạng thường. Đó, chừng nào khách có yêu cầu mà gửi nhanh đó, nhanh thì phí nó sẽ gấp đôi. Có yêu cầu gửi nhanh thì nhắn tin cho em gửi nhanh nha. Gửi nhanh thì nó đi nhanh hơn 2-3 ngày đó. Mặc định của cửa hàng thì gửi thường cho mấy anh em giảm chi phí thôi. Rồi ok mấy anh em nha. Ninh Cà Mau chỉ nhận cọc và chuyển khoản đó nha mấy anh em. Rồi mấy anh em thiện chí thì nhớ inbox với Messenger mấy em nha. Việc mấy anh em nha.